Ngày 22 tháng 1 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra sự kiện EM Party được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế M Pharma và Viện Thẩm mỹ Quốc tế Sun. Sự kiện đánh dấu hành trình một năm đáng tự hào và những bước tiến quan trọng của hai thương hiệu trong năm 2024. Vượt qua một năm đầy biến động, nhưng M Pharma và Sun Beauty vẫn vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục và đạt được những thành tựu to lớn trên con đường chinh phục ngành làm đẹp. Giành được nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ, trong bữa tiệc EM Party có sự góp mặt của nhiều đối tác là CEO, founder nổi tiếng trong ngành làm đẹp, cũng như các bác sĩ hàng đầu tại các bệnh viện thẩm mỹ lớn. Trong năm 2024, chúng tôi vẫn đặt vấn đề hàng đầu, bao gồm đó là phù hợp với làn da Việt và chất lượng lên hàng đầu. Và chúng tôi cũng đang nghiên cứu kết hợp cùng với lại công nghệ của chuẩn Hàn để đưa sản phẩm cũng như là ngành dược phẩm của M Pharma chúng tôi lên hàng đầu. Trong năm 2024 tới đây thì Thẩm mỹ viện Quốc tế Sun sẽ có nhiều chiến lược, không chỉ làm về sắc đẹp và sẽ làm thêm về mảng, nhiều mảng và điều trị đông y và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Chương trình như một lời cảm ơn, tri ân chân thành nhất mà thương hiệu M Pharma và Viện Thẩm mỹ Quốc tế Sun gửi tới toàn thể cán bộ công nhân viên đã luôn đồng hành trên con đường đem đến cái đẹp cho mọi phụ nữ Việt với công nghệ hiện đại nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất.